Chào anh chị, sau đây em xin phép hướng dẫn anh chị cách cập nhật thông tin cá nhân trên app OneOffice. Đầu tiên anh chị truy cập vào app OneOffice. Nếu phần mềm đang hiển thị bảng tin, anh chị vui lòng bấm vào trang chủ. Chọn menu ở góc dưới màn hình. Chọn hồ sơ nhân sự. Anh chị chọn vào mục khác. Cập nhật thông tin. Tại đây, anh chị vui lòng khai báo đầy đủ thông tin cá nhân, cũng như cập nhật những thông tin cần thay đổi. Ví dụ, anh chị cập nhật người quản lý trực tiếp. Anh chị sau khi khai báo và cập nhật đầy đủ thông tin, anh chị chọn nút cập nhật. Như vậy, thông tin đã được gửi đến phòng tổ chức hành chính. Anh chị vui lòng nhận thông báo qua app. Khi thông tin được phê duyệt, sẽ có thông báo từ phòng hành chính nhân sự gửi đến anh chị.